Hello, xin chào các bạn đã trở lại với tạp chí Omega nhé. Thì hôm qua thì 5 giờ sáng mình dậy thì đột nhiên phát hiện một vị khách ghé thăm nhà mình các bạn. Đây là vị khách ghé thăm nhà mình đây các bạn. Một con bò cạp các bạn. Đây là lần đầu mình bắt được một con bò cạp. Đây, thì con bò cạp này thì chắc là có lẽ là từ ngoài các cái vườn cấy ở ngoài này nó đi vào nhà mình các bạn. Nó vô tình rơi xuống ở cái bồn rửa ly á. Cái bồn rửa tay rửa ly thì nó lên không được. Nó bò lên không được cho nên nó bị mắc kẹt ở đó. Mình buổi sáng 5 giờ mình ra rửa tay thì mình thấy nó. Thì mình đã lấy một chiếc đũa và gắp vào bỏ vào cái hộp này các bạn. Hôm nay mình định thả nó vào cái chậu này. Đây. Bò cạp thì là tương đối là nguy hiểm các bạn ạ. Ở đây ở sau này để mình quay cho các bạn ở cái đuôi của nó. Cái đuôi của nó có một cái gọi là một cái mũi để chích. Nọc độc của nó thì là tương đối nguy hiểm các bạn ạ. Đây, cái đuôi của nó đây này. Đây. Nó độc của nó thì là tương đối nguy hiểm. Nếu nó chích thì nhà thì có thể bị phù nề và phát ban. Còn nặng thì có thể làm cho chúng ta bị tê liệt. Bị có thể làm rối loạn cái cử động và rối loạn cơ bắp. Có thể gây nôn mửa các bạn, hoặc là làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp hoặc giảm huyết áp. Đấy, nó chứa một cái chất độc thanh kính các bạn ạ. Đấy, đây là loài bò cạp, nhưng không phải vì thế mà chúng ta là giết nó đâu các bạn nhé. Bởi vì chúng ta biết rằng là các loài động vật đều nó có tác dùng của nó cả trong cái hệ sinh thái các bạn ạ. Nó cũng là, nó đơn giản nó là một cái mắt xích trong cái chuỗi thức ăn của chúng ta các bạn, và con người cũng là một cái mắt xích đã nằm trong đó. Thì mỗi khi một mắt xích nào đó bị tiêu diệt thì làm cho cái chuỗi thức ăn đó yếu đi và con người chúng ta cũng bị ảnh hưởng các bạn. Đấy, vì thế chúng ta cần phải bảo tồn nó, chứ không phải thấy nó nguy hiểm là chúng ta tiêu diệt nó các bạn ạ. Thì mình đọc trên báo thì thấy con bò cạp này nó có hình dạng giống như những con bò cạp khá là quý hiếm các bạn, và có nguy cơ bị tuyệt chủng, cho nên mình cũng nghĩ cách nuôi nó. Nếu một thời gian thì mình có thể trả nó về với môi trường tự nhiên các bạn. Vì nhiều khi những cái loài động vật mà mình có thể là với cái trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay thì nhiều khi cũng chưa phát hiện nó có những cái điều gì đặc biệt có thể giúp ích cho con người, nên chúng ta phải bảo tồn nó. Sau này những cái thế hệ sau mà với trình độ khoa học phát triển hơn, có thể lỡ mà có thể tìm ra cái chất nào đó trong nọc độc của con bò cạp này có thể chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo như ung thư chẳng hạn, thì có phải là mình là bảo tồn đó là phải là điều tuyệt vời không các bạn? Đấy, mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi, cho nên chúng ta cần phải bảo tồn nó. Đấy, mình sẽ nuôi nó ở trong cái này một thời gian, và có thể mình nuôi ở cái mình nuôi ở cái khác to hơn nữa, nhưng trước mắt mình sẽ nuôi nó ở đây. Đây, và mình vì hiện tại mình chưa biết phải thả nó ở đâu cả. Nó vì nó tương đối là nguy hiểm, xung quanh nhà mình thì toàn cây cối nhưng mà mình chưa vội thả nó ra được. Mình thả ra thì mình nhiều khi nó lại vào lại, không may bị nó chích thì cũng nguy hiểm đấy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thả con bò cạp này vào cái chậu này và đóng nắp lại. Đây,
thì bò cạp thì ăn đơn giản các bạn, nó ăn côn trùng và ăn có thể cỏ cây, cũng có một số loài cỏ cây nó ăn được. Mình đọc trên báo người ta nói như vậy đó, nó ăn các loài côn trùng đấy, cái loài côn trùng như vậy thôi đấy, đơn giản như vậy thôi. Để giờ mình sẽ thả nó vào đây nhé. Để mình tìm cách, mình vừa quay nhưng vừa phải thả con vật nguy hiểm này vào đây. Đấy, phải dùng chân để kẹp nó lại. Đấy, giữ lên đây. Mở nắp. Đó. Rồi. Bây giờ là sẽ thả nó vào. Rồi. Rồi các bạn, nó vào môi trường mới rồi đây. Đây. Mình quay cận cảnh con bò cạp nguy hiểm cho các bạn xem. Đây. Để mình mô tả của nó nhé. Con bò cạp này có tám cái chân các bạn, mỗi bên là 4 cái. Đây, có 2 cái càng. Ở sau này có một cái đuôi. Cái đuôi này ở sau gắn với một cái kim các bạn, một cái mũi nhọn để tiêm chất độc vào cơ thể của con mồi các bạn, hoặc là các địch thủ. Đây. Đây là cái bộ phận để giúp nó tự vệ. Đấy. Mình không, bây giờ không biết phải cho nó ăn gì nữa, kiếm gì cho nó ăn nữa. Nhưng mà nghe nói ăn côn trùng thì mình chắc là kiếm ruồi muỗi thử xem để cho nó ăn. Đấy. Đấy. Đây là một số chia sẻ ban đầu về cái con bò cạp, một vị khách mới của mình nhé. Mình sẽ cho nó thành thú cưng luôn các bạn. Bữa nay chắc là có niềm vui mới đây. Thôi, chia sẻ ở đây dừng lại, mình xin dừng lại nhé. Để mình sẽ kiếm thức ăn cho nó và chia sẻ tiếp trong các video sau nha các bạn. Đấy.